Các bác nhìn vào chiếc xe này thì các bác đoán nó bao nhiêu tiền ạ? Nhìn như xe đời cao, nhìn như xe nhiều tiền, đúng không ạ? Thế nhưng mà chiếc xe này đấy ạ, cực kỳ rẻ luôn. Rẻ với một mức giá giật mình, nhiều người không tin chiếc xe này nó còn đẹp như vậy, hình thức nó đẹp như vậy và chất lượng của xe nó tốt như vậy mà giá nó lại rẻ thế. Đấy, các bác nhìn xem, xe thiết kế rất là nhiều tính năng, rất là nhiều option các bác nhá. Ghế da xịn cao cấp nguyên bản theo xe nó vẫn còn cực kỳ mới luôn. Đấy, và đây các bác nhìn xem cho em một số những vị trí các bác nhá. Những con bu lông ốc vít đây nó vẫn còn rất là vàng này, rất là sáng này. Thậm chí là các bác nhìn xem là nó vẫn còn chấm sơn màu màu đỏ này các bác nhìn này. Đấy. Rồi đây nhá. Tất cả tem mát ở khu vực vách cửa nó vẫn còn nguyên này. Móc chốt khóa của xe đẹp chưa? Như mới luôn đúng không ạ? Và đây ạ, vị trí này có rất là nhiều chức năng các bác nhá. Là có sấy sưởi ghế vào mùa đông và mùa hè. Rồi có chế độ massage ghế, massage lưng, rồi massage cả cái mặt ngồi này nữa các bác nhá. Rồi có chế độ nhớ ghế 1, 2, rồi chính mặt ghế đây, chỉnh điện đây các bác nhá. Rồi gương kính điều chỉnh điện làm toàn bộ ở cái khu vực này. Các bác nhìn xem những vị trí này vẫn còn rất là mới luôn. Tuy rằng là cánh lái, tuy rằng là chiếc xe này vị trí này sử dụng nhiều nhất đúng không ạ? Đặc biệt là cái vị trí tay nắm bám này nhá. Nhiều con vị trí này nó xấu, nó kém, nó hỏng hết rồi. Con này của em là vẫn còn nguyên luôn các bác nhìn này, vẫn còn cực kỳ đẹp này. Đấy. Rồi đây là hệ thống gương chỉnh điện của chiếc xe và có cục gương tự động. Còn đây là chỉ ở khu vực khóa ghế các bác nhá. Rồi vô lăng có tích hợp nút đi ga tự động cruise control này, có thư ký an toàn này, có tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay được làm ở cái khu vực bên đây các bác nhá. Đấy, logo xe đây, nhìn logo các bác nhìn chất chưa? Logo nhìn như là logo của những chiếc xe sang, những chiếc xe đến từ thương hiệu của Đức đúng không ạ? Và ghế da của xe các bác nhìn nhá, một bộ ghế da của xe nó vẫn còn cực kỳ led. À, cực kỳ led luôn, led như là xe đời cao chạy lướt luôn. Đây các bác nhìn này, đẹp chưa ạ? Nhiều chức năng lắm. Đây, em mời các bác nhìn xem, cực kỳ nhiều các bác nhá. À, chiếc xe được thiết kế là có hai cầu điện được bấm ở cái vị trí nút ghế, nút này, ngoài ba nút này các bác nhá. Và đây ạ, cốp của xe đây, cốp được ấn mở điện các bác nhá. Ấn đây thì cốp sẽ tự động lên và tự động xuống. Đấy, và đây mở xăng. Còn đây là báo cảm biến này, căn chỉnh làn đường này. Rồi đây là cái vị trí tăng giảm ga tự động của chiếc xe. Và đây là đèn các bác nhá. Còn đây là hệ thống âm thanh. Còn đây là dàn hệ thống điều hòa của chiếc xe, điều hòa ô tô các bác nhá, điều hòa ô tô tự động luôn đấy ạ. Còn đây là màn hình giải trí. Màn hình này là màn hình theo xe, màn hình theo xe các bác nhá. Màn hình theo xe luôn ạ. Đây hiện tại em đang bấm cho các bác mình xem một số những thứ đây. Chiếc xe này thì có cam 360 độ nữa các bác nhá. Đấy, có cam 360 độ luôn, được thiết kế lắp đặt xung quanh xe. Và đây là mặt đồng hồ của chiếc xe các bác nhá, mới chạy được có là 6 vạn km thôi các bác ạ, quá ít luôn đúng không ạ? Xe rất mới, bởi vì xe chạy ít mà cho nên là nó mới còn mới như vậy các bác nhá. Ở vị trí kia là có tu khí an toàn và còn rất là nhiều tính năng khác nữa. Em mời các bác cùng xem hết clip và các bác nhìn xem những nút bấm start top của xe này vẫn chưa bị xấu kém, chưa bị mòn, chưa bị mất cái chữ ở đây này. Các bác nhìn này, vẫn còn nguyên đúng không ạ? Còn nguyên luôn. Cái dòng xe này thì thời gian vừa qua bên em bán rất là nhiều các bác nhá. Bán rất là chạy luôn, được khách hàng quan tâm rất là đông đảo. Bởi vì nó hiện đại và nó đẹp và nó lại bền nữa các bác nhá. Đây, chỗ này có cổng điện lưới 220V 100W. Đây 220V 100W có thể là cắm điện. Các bác mình có thể cắm lồ cơm điện này, có thể là cắm quạt các thứ trên đây được các bác nhá. Đấy, nút tắt bật đây, USB đây, cổng điện ra 12V đây. Đây, cổng nghe nhạc hai cổng đây, AUX rồi AV các bác nhá. Ghế da theo xe luôn. Các bác nhìn xem bộ ghế da nhìn như là những cái bộ ghế dành cho các cấp lãnh đạo vậy đúng không ạ? Nhìn như ghế chủ tịch vậy các bác nhìn này, đẹp chưa ạ? Ghế da xịn cao cấp nguyên bản theo xe nhá. Và lý bên trong đây nhá. Lý này là lý nguyên bản nguyên zin. Trần của xe nữa, trần của xe cũng là trần lý nguyên bản nguyên zin, có cửa sổ trời. Và các bác nhìn xem đây nhá, là có gì đó, có hai màn hình. Ở chỗ này được thiết kế thêm có một màn hình nữa nhá, một màn hình nữa đây, hai màn hình và có hai dàn điều hòa. Đấy, hai dàn điều hòa liền, dàn phía trước và dàn phía sau, hai dàn điều hòa độc lập các bác nhá. Và bên ngoài đấy ạ, có nút bấm từ một chạm. Đấy, sử dụng điện tử các bác nhá. Và lớp sơn của xe các bác nhìn này, rất mới đúng không ạ? Tay nắm cửa và bên trên này ốp lốc rồi. Và camera được thiết kế lắp đặt xung quanh, đây một cam, đây một cam nữa này. Đấy, riêng cái gương đã thiết kế là có hai cam rồi. Và cái gương bên kia cũng vậy, có hai cam nữa là 4 cam các bác nhá.
và cam trước cam sau, gọi là cam 360 độ xung quanh xe đấy ạ. Có xi nhan báo rẽ nằm ở trên gương. Và la răng đúc nguyên bản theo xe, phanh đĩa, phanh ABS, nó là 4 bánh các bác nhá. Cặp đèn pha xịn nguyên bản theo xe, các bác nhìn xem còn trong chưa? Như mới luôn đúng không ạ? Tuy rằng là chiếc xe này đời không cao nhá. Đấy, nhưng mà các bác nhìn này, còn rất mới luôn này, các bác nhìn này, mới chưa ạ? Và đèn bi cầu cực kỳ sáng vào ban đêm, độ sáng của xe rất là đảm bảo các bác nhá. Và đây là tổng thể cái phần đầu của chiếc xe. Mẫu này được mang tên là Lucgen U7, sản xuất năm 2010 và đăng ký lần đầu tiên năm 2011 với cái cần số là tự động, hộp số tự động các bác nhá. Và động cơ của chiếc xe là động cơ máy 2.2 turbo. Chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Taiwan về Việt Nam. Nguyên chiếc nguyên con luôn chứ không phải là lắp ráp các bác nhá. Một mẫu xe sang, một mẫu xe mà lúc mới nó là hơn 1 tỷ đồng, 1 tỷ rưỡi các bác nhá, 1 tỷ rưỡi. Và bây giờ thì chiếc xe này xuống cực kỳ sâu, giá chưa bằng cái số lẻ mà các bác mình mua các bác nhá, mua lúc mới đấy ạ, không bằng số lẻ luôn. Đây là phần đầu của chiếc xe, các bác nhìn xem phần mặt nạ ga lăng của xe này được ốp lốc xung quanh rất là sáng bóng theo thời gian đúng không ạ. Và đây là có đèn bi và đèn xi nhan, có cảm biến các bác nhá, cảm biến trước, cảm biến sau, người ta gọi là cảm biến xung quanh xe luôn đấy ạ. Và đây nhá, đèn bên đây cũng vậy, đèn bên đây cũng giống đèn bên kia, có bi cầu đây cực sáng luôn, lớp sơn sáng bóng nữa, soi được gương với lớp sơn này. Có xi nhan báo rẽ làm trên gương nữa, được làm ở gương bên phụ đúng không ạ? Có cam nữa đây, ở bên đây cũng có cam nữa các bác nhá, rất nhiều cam. Đăng kiểm của xe thì bên em sẽ cho đăng kiểm ngay. Về đăng kiểm của xe là cũng sắp hết rồi. Đấy, và đây có nút bấm từ một chạm khi đóng mở cửa các bác nhá. Thì các bác mình đóng mở cửa mình không cần phải dùng chìa khóa, chỉ cần nút chìa khóa trong túi là có thể là mình ấn chốt mở khóa được rồi các bác nhá. Đấy. Đấy ạ. Một lát nữa em sẽ quay làm sao chi tiết nhất cho các bác xem về mẫu xe này. Video thì em sẽ làm dài dài một chút để các bác thấy được về độ đẹp của chiếc xe các bác nhá. Đấy, cốp này là cốp tự động, có thể lên có thể xuống, mình ấn điều khiển từ xa luôn. Ấn điều khiển từ xa cốp sẽ tự động lên và tự động xuống các bác nhá. Đấy, rất là hiện đại luôn đúng không ạ? Và đèn của xe đèn full LED. Đấy, đèn đằng sau là đèn full LED luôn, rất đẹp. Và lốp của xe còn rất là dày. Các bác mua chiếc xe này mình tiết kiệm được một khoản lốp rồi, khoản tiền mua lốp rồi đúng không ạ? Và đây các bác nhìn này, những cái phần mép cửa, những cái bu lông các bác nhìn rất mới, chấm sơn nguyên đúng không ạ? Đây nữa này, đấy, chấm sơn vẫn nguyên này. Bên em mua những chiếc xe này thì toàn là những chiếc xe tuyển chọn thôi các bác ạ. Toàn là xe tuyển chọn cả đấy ạ. Và giá tiền thì đợt rồi em cũng bán một con là 300. Còn tất nhiên những chiếc xe đẹp thì các bác phải mua với mức giá là hợp lý, chứ còn thì rẻ quá các bác mình cũng không thể mua được các bác nhá. Em cũng không mua được, cho nên là các bác mình cũng không thể mua được. Bên em mua về bên em cộng một ít tiền để lại cho các bác thôi. Bên em thì nhiều xe, có thể để đa dạng, mẫu mã chủng loại, trên 100 đầu xe các loại các bác nhá. Đấy, các bác đăng ký kênh, nhấn theo dõi trang để xem thêm video mới nhất. Em đăng lên theo hàng ngày, hàng tháng. Rất nhiều xe luôn cho các bác mình lựa chọn. Và xe bên em bán ra đấy ạ, sẽ có cam kết và có bảo hành. Có bảo hành cho các bác mình về chiếc xe bên em bán ra các bác nhá. Như vậy thì các bác đã yên tâm chưa ạ? Các bác mình đấy đã đặt sự tin tưởng vào bên em chưa ạ? Nếu các bác mình là người nào đấy, các bác nào mà mình đang thích một trong những chiếc xe nào của bên em, các bác mình cứ bàn bạc về giá cả thôi nhá. Còn về những về chất lượng xe đấy ạ, về vấn đề chất lượng xe thì các bác yên tâm, bên em đảm bảo và cam kết rồi. Hình thức thì em cũng quay chi tiết ở trên clip đây rồi, đúng không ạ? Bây giờ không để cho các bác mình chờ lâu và sợ trời tối thì em sẽ quay luôn nhá, quay kỹ. Đấy, các bác nhìn xem, bốn cánh cửa của chiếc xe còn rất là mới luôn. Các bác nhìn này. Đấy, rất là mới luôn, hoàn toàn là bằng chất liệu da. Đấy, chất liệu da xịn cao cấp nguyên theo xe các bác nhá. Nó vẫn còn rất mới, chất liệu da của xe vẫn còn rất là mới đây. Các bác nhìn xe nhá. Và đây công tắc bấm kính điện lên xuống, có cái vị trí đèn sáng đây này các bác này, màu xanh đúng không ạ? Đấy, ra đây. Chỗ này là loa nhá, loa âm thanh của chiếc xe này nghe hay lắm. Loa JBL. Đây. Vách cửa đây. Lòng trong sơn zin. Bên ngoài của chiếc xe thì sơn zin vẫn còn rất là nhiều các bác nhá. Tôn vỏ cực cứng, cực dày, cực bền luôn. Riêng cái mẫu xe này thì nó bền ngang với lại những mẫu xe Nhật đấy ạ. Nó không thua kém gì đâu các bác nhá. Mẫu này cực kỳ bền luôn. Các bác mình có thể tìm hiểu về cái dòng xe này xem là dòng xe này nó có thực sự bền như em nói không các bác nhá. Ghế bên đây được trang bị có ghế điện này.
ghế bên kia cũng vậy, nhưng mà ghế bên kia thì nó nhiều chức năng hơn. Và túi khí của an toàn của chiếc xe nằm ở cả khu vực này nữa nhá, nằm ở đây. Và ghế đây các bác nhìn này, rất mới luôn. Tuy rằng ghế này và ghế kia là hai ghế ngồi nhiều nhất trong tất cả 7 ghế đúng không ạ? Thế nhưng mà bộ ghế của chiếc xe nó còn được như này, phải nói là chiếc xe chạy quá ít đúng không ạ? Chạy quá ít luôn, bộ ghế của xe mới được như này. Các bác nhìn xem, rất mới đúng không ạ? Sàn của xe thì sàn lý có lót thảm trải sàn ở trên rồi. Đây, cửa gió đây, đồ nhựa cửa gió của xe vẫn còn đẹp các bác nhá. Ở chỗ này lấy quay rồi, quay thêm cho các bác mình nhá. Đây, chỗ này được thiết kế ốp lốc rất là sáng bóng đúng không ạ? Vị trí này là vị trí để cho mình gạt tàn thuốc lá. Đây và vị trí này là vị trí để nước các bác nhá, đựng nước đựng đồ. Vị trí da kỳ tay của xe vẫn còn đẹp, vẫn còn rất là đẹp và mới. Chi tiết đầy đủ. Vị trí này là bấm cửa sổ trời bật đèn các bác nhá. Đây, đèn này bật nguyên này. Kính của xe bọc dán xung quanh rồi. Tay lắm cửa lẹp kính các thứ có đầy đủ rồi các bác nhá. Rồi, một trong những vị trí nữa, các bác ngắm nốt cho em đi. Ngắm hết video cho em vào nhá các bác. Để mình thấy được độ chất của chiếc xe nó như nào. Đấy, mở cửa ra nó sẽ có cái vị trí đèn để cảnh báo an toàn. Và đây là phần tắp đi cánh cửa tiếp theo. Các bác nhìn xem nhá. Nhiều con cái vị trí tay lắm cửa này là không còn được mới đâu, mà người ta sẽ bọc lại rồi. Đấy, nó rách mà người ta sẽ bọc lại rồi các bác nhá. Nhưng con này của em nó vẫn còn nguyên này. Và vị trí tì tay lắm bám này cũng vậy này, vẫn còn nguyên luôn các bác nhìn xem. Đấy, vẫn còn nguyên đúng không ạ? Đây, chỗ này loa, đây là loa nhá. Loa của xe được ốp tiền mạ chrome rồi, rất là sáng đen. Đấy, vách cửa đây không có một chút gì gọi là han gì mục mọt các bác nhá. Độ chất của xe rất là rộng. Chỗ này có vị trí móc treo đồ này. Đấy, và có cửa gió thổi về hàng ghế phía sau này. Đấy, sẽ rất là mát khi mình dùng vào mùa đông, mùa hè các bác nhá. Mùa đông thì sẽ ấm và mùa hè là sẽ mát. Đây là hàng ghế thứ hai, các bác nhìn xem mới chưa ạ? Rất mới đúng không ạ? Rất mới luôn. Và hàng ghế này có thể gập lại xuống và có thể đưa lên được các bác nhá, để mình bước về phía sau. Đây, hàng ghế phía sau đây. Hàng ghế phía sau này thì gần như là không có người ngồi đến mấy, cho nên là về cái phần da của chiếc xe này á, cái khu vực ghế này đấy ạ, sẽ rất là mới các bác nhá. Cái mặt lý nữa này. Mặt lý mới chưa? 2010 mà được như này thì các bác mình cho các bác mình đi tìm thoải mái. Rất ít có những con xe mà nó còn mới như con này nhá. Và vị trí này cũng có cổng điện ra 220V 100W nữa. Các bác nhìn xem, nó ở dưới kìa. Đấy. Và đây là một cửa gió cho hàng ghế phía sau cùng. Kia một cửa nữa, hai cửa gió cho hàng ghế sau cùng nhá. Và mình sẽ tắt bật ở cái vị trí công tắc trên đây. Đấy, điều hòa auto ấn bằng điện tử các bác nhá. Ấn bằng điện tử. Ở vị trí này có thiết kế thêm một cái màn hình nữa. Đấy, một màn hình nữa các bác nhá. Màn hình theo xe đấy ạ, chứ không phải màn hình lắp thêm đâu. Và đây ạ, đây có cái vị trí để cho mình soi gương và là cái đèn luôn. Đấy. Hiện tại thì vừa rồi em dùng dùng nhiều điện quá, cho bây giờ là điện nó đang bị thiếu rồi. Bình điện bây giờ đang bị yếu. Đấy, như vậy thì khu vực bên đây em cũng đã quay và giới thiệu xong các bác rồi. Đúng không ạ? Khi mở cốp ra thì đây các bác nhìn xem. Đấy, các bác có thể nhìn thấy thông suốt từ dưới lên, đúng không ạ? Và hàng ghế này mình có thể gập lại xuống được nhá. Đấy, mình có thể gập lại xuống bằng cái vị trí này. Đấy, gập lại xuống tạo thành một cái khoang đồ rất là rộng rãi. Đấy, khoang máng nước đây. Đấy, máng nước đây, không mục mọt gì, không han gì gì các bác nhá. Và cốp đấy ạ, nó có thể là tự hạ lên, tự hạ xuống các bác nhá. Nó tự nâng lên và tự hạ xuống, chỉ cần các bác bấm một chạm ở công tắc trên chìa khóa thôi. Đấy, hiện tại em không cầm chìa khóa đây, nếu cầm chìa khóa thì em sẽ bấm cho các bác xem là cái cốp của xe nó lên xuống như nào, chế độ hoạt động ra làm sao các bác nhá. Nhìn từ phía sau các bác thấy là cốp, cái phần phía sau nó rất đẹp mắt, đúng không? Phần đuôi nhìn rất đẹp mắt luôn này, nhìn như là xe tiền tỷ chưa ạ. Đấy, logo rất đẹp, lúc gần U7 2.2 các bác nhá. Có gạt mưa, có đuôi gió, có thanh giá móc ở trên và có bô kép các bác nhá. Rồi cảm biến đây, cảm biến đây, cảm biến xung quanh xe luôn. Và vị trí này có camera này. Và đây là có nút bấm để nâng hạ
cốp của xe các bác nhá. Đèn trước mới, đèn sau của xe cũng rất mới. Các bác nhìn này, rất mới luôn. Lốp dày cả gian các bác nhá. La răng này bác nào không thích thì mình có thể sơn lại và sơn bất kỳ cái màu gì mà các bác thích các bác nhá. Và bây giờ tiếp theo là cái vị trí cánh cửa nữa. Các bác nhìn này, đã em quay rồi, rồi em quay lại các bác nhìn này. Có bu lông ốp vít đẹp chưa, lòng trong sơn zin. Gioăng cửa rất là dày. Gioăng cửa dày. Và khi mình đóng lại nó sẽ mút các bác nhá. Đấy, nó sẽ mút và độ cách âm, cách ồn nó sẽ tốt hơn. Dòng này chạy rất là êm và độ cách âm ồn nó rất là tốt cả nhà nhá. Vâng, cả nhà mình cùng xem thêm những vị trí nữa của chiếc xe. Đặc biệt là cái vị trí cánh lái đúng không ạ? Bình thường một số con xe cái vị trí này là rách hết rồi, con này của em vẫn còn nguyên luôn thì các bác mình thấy chiếc xe chạy như nào đúng không ạ? Cánh lái này là cánh lái mà được sử dụng cầm nắm nhiều nhất đúng không ạ? Những công tắc phím bấm đây cũng sẽ được bấm nhiều nhất và các bác nhìn xem chưa bị mòn, chưa bị xấu gì đúng không ạ? Đẹp chưa ạ? Rất chất. Bu lông cánh cửa xe chưa bị tháo vặn. Đấy, viền này cũng được thiết kế là viền lốc này. Đây, các bác nhá, xe chạy có mấy vạn thôi, 6 vạn thôi, 6 vạn 6 thôi. Cho nên cực mới. Không bàn về chất mà chiếc này chỉ bàn về giá thôi các bác nhá, không bàn về chất luôn. Và đây là những cái vị trí tiếp theo của chiếc xe, các bác mình cùng ngắm, cùng cảm nhận. Đây, bu lông này vẫn chấm sơn này. Đấy, keo chỉ nguyên zin nguyên bản, cam kết bảo hành cho bác luôn là không có lỗi tai nạn, đâm đụng, ngập nước, thủy kích gì hết các bác nhá. Rồi an ninh pháp lý, giấy tờ các thứ chuẩn chỉ rồi, bên em đã kiểm tra, đã test thử, đã test rồi các bác nhá. Trước khi nhập về là bên em đã test kiểm tra hết toàn bộ tình trạng chiếc xe và bác yên tâm hoàn toàn tuyệt đối cho em. Cái quan trọng của bác mình có đúng chân mô này không thôi. Bác nào đã từng dùng, bác nào đã từng đi cái dòng xe này thì các bác biết là dòng xe này nó mang lại trải nghiệm cho các bác như thế nào. Đấy, em thấy được là nhiều bác từ bên Đài Loan về đấy ạ. Các bác rất thích đi cái dòng xe này. Em thấy là như vậy. Đây, tem nguyên này. Đấy, vách cửa nguyên này. Đúng không? Đấy, lòng trong zin nguyên này. Những ai đã từng biết đến dòng xe này rồi thì các bác mình sẽ biết được nó mang lại những cái ưu điểm như nào. Dòng xe nó rất là bền mà nó cũng lành tính các bác nhá. Nó không giống như là một số những mẫu xe Trung Quốc đâu. Trung Quốc thì không nói làm gì cả. Mẫu xe Taiwan này nó bền không khác gì là xe Nhật cả các bác nhá. Các bác mình có thể tìm hiểu thêm. Và đây là phần sơn si thân vỏ của chiếc xe. Bây giờ trời bắt đầu trời tối đúng không ạ? Các bác nhìn xem thân vỏ sơn si xe rất là căng đẹp. Những cái phần gân được lập nổi ở trên sườn các bác nhìn này, kéo dài từ trên cho xuống dưới rất là thẳng căng. Và những mép khe phần cánh cửa rất khít đều. Đấy, có lẹp sườn tăng sự thẩm mỹ và khỏe khoắn lên rất là nhiều nữa đúng không ạ? Sau đó thì xe quay đến gầm và máy nhá. Và chiếc xe này keo chỉ zin. Nội thất của xe vẫn còn zin. Và củ máy củ số của xe là vẫn còn zin các bác nhá. Đấy là những cái mà các bác thường hay quan tâm. Đấy. Các bác mình rất là quan tâm đến những cái vấn đề đó đúng không ạ? Đây nha, em mời các bác xem nốt phần sườn bên đây. Các bác nhìn nhá, các bác nhìn xem này. Đẹp chưa ạ? Chiếc xe còn rất là mới, 2010 được chỗ này thì hiếm có luôn đấy ạ. Hàng hiếm luôn các bác nhá. Và gầm đây, không có dấu hiệu gì là mọt ở dưới gầm đâu các bác nhá. Đây gầm của nó đây này. Bây giờ em sang kia em quay lốt gầm và mở máy ra cho các bác xem lốt. Các bác quan tâm liên hệ sớm để chốt giá đẹp nhất cho con xe này các bác nhá. Lốp phòng của xe được đặt ở khu này. Đấy, rất là hay. Đặt ở dưới đây nhá. Số điện thoại các bác liên hệ cho bên em theo ba số hotline là 093 8586307 và 0389000555 và 0335838389. Ba số đang dùng là ba số hotline cũng là ba số bên em đang dùng Zalo các bác nhá. Hãy kết nối để được biết thêm thông tin chi tiết và xem thêm hình ảnh hoặc là video hoặc là chốt giá cả các bác nhá. Đây, số điện thoại đây. Bên em có mua, có bán và có trao đổi xe các loại các bác nhá. Đây, đây là phần động cơ khoang máy của chiếc xe. Chiếc xe với thiết kế là động cơ 2.2 turbo. Thì mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe dao động tầm khoảng là 8 đến 9 lít. Đấy, bác nào đi đường phố thì nó là tầm khoảng 11 lít trên 100 km các bác nhá. Đấy, bên em đã thử và test rồi. Và đây là phần khoang máy động cơ. Đấy,
thấy capo vẫn nguyên và tem kia vẫn còn zin theo xe kìa, gioăng này vẫn nguyên nữa này. Đấy, tổng thể cái phần khoang máy đây, các bác nhìn xem ạ. Máy chất bên em kiểm tra toàn bộ rồi các bác nhá, các bác yên tâm như vậy, vừa zin lại vừa chất, yên tâm về chất lượng xe nha cả nhà. Địa chỉ 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương, đối diện với 225 Trường Chinh các bác nhá. Ở bên kia là 225 Trường Chinh các bác kìa, cái ngân hàng HD Bank kìa. Dạ vâng. Và mẫu xe lúc gần đấy ạ, hiện tại bên em đang còn một con màu trắng nữa, và lúc gần M7 em đang còn một con nữa các bác nhá, chuẩn bị quay lên sóng cho các bác mình xem rồi. Đấy. Dạ vâng, video về chiếc xe U7 này em đã quay xong, xin được kết thúc và tạm dừng video này ở tại đây. Và sẽ gặp lại với các bác vào những chương trình lần sau. Các bác hãy nhớ quay trở lại ủng hộ em nhá. Hãy nhấn like, nhấn chia sẻ. Đặc biệt bác nào mà đang quan tâm đến ô tô cũ thì hãy nhấn đăng ký kênh YouTube và nhấn theo dõi trang fanpage để được xem thêm. Và về giá của dòng xe này đấy ạ, thì thường thường bên em vẫn bán ở trên 300 triệu. Vừa rồi bán một con đẹp như này, em bán là 345 triệu các bác nhá. Đấy. Và chiếc xe này thì có giá là bao nhiêu các bác cứ alo trực tiếp cho bên em để bên em chốt giá thật đẹp, đấy, thật là yêu cho các bác mua các bác nhá. Dạ vâng, xin chào tạm biệt ạ.